Một người đàn ông trẻ mà có phông sáng màu đi dọc con đường mòn đi bộ đường dài. Đó là một con đường mà anh ấy đã đi hàng trăm lần trước đó. Và theo những gì anh ấy biết, anh ấy sẽ có cơ hội để đi bộ thêm vài trăm lần nữa. Đó là một con đường bằng phẳng cắt xuyên qua một khu rừng tươi tốt ở rìa thị trấn, với nhiều băng ghế đẹp và một vài thùng rác cho những người dắt chó đi dạo dọc đường. Nó có tất cả những tiện nghi mà một người đi bộ đường dài bình thường cần có. Nó an toàn, quen thuộc. Anh ấy không biết tại sao, nhưng người đàn ông trẻ cảm thấy có lẽ hôm nay là thời điểm để thay đổi. Có thể tiềm thức muốn tránh sự đơn điệu, hoặc việc anh ấy đọc một bài báo cách đây vài tuần về cách thay đổi các tuyến đường của bạn là cách tốt nhất để tránh bị bắt cóc. Dù lý do là gì, anh ta dừng lại một chút để kéo tất của mình lên, uống một chút nước và đi vào trung tâm khu rừng. Ai có thể đổ lỗi cho anh ta? Thực sự, tất cả chúng ta đôi khi cần một sự thay đổi. Và có vẻ như người thanh niên nghèo này không biết có gì đang chờ anh ta ở đó. Đôi ủng của anh ta kêu răng rắc trên lớp bụi rậm. Những động vật nhỏ chạy ra từ dưới những chiếc lá khô và cành cây. Anh ấy luôn gặp gỡ những người khác trên con đường quen thuộc của mình. Điều đó là tốt. Tất nhiên, anh ấy không ngại giao lưu một chút khi đi dạo, nhưng có cảm giác yên bình đến một cách kỳ lạ khi một mình đi trong rừng. Tất cả chỉ là thiên nhiên và bạn. Không có màn hình, không có bàn phím, không có email, tin nhắn hoặc những trách nhiệm. Mọi thứ hoàn toàn tự nhiên. Người thanh niên nhắm mắt lại một lúc và hít một hơi thật sâu, chỉ để tận hưởng nó. Không khí mùa xuân trong lành, đẹp đẽ, một niềm vui mà tiền không thể mua được. Khi anh ta mở mắt ra, anh thấy một cái gì đó ở phía xa, thậm chí còn sâu hơn trong rừng so với trước đây. Nó lớn và có màu trắng rực rỡ, một loại cấu trúc gì đó. Anh ấy nghĩ thật lạ làm sao, không có con đường nào dẫn đến thứ kia, bất kể nó là gì và làm thế nào nó có thể được xây dựng. Và tại sao? Đó có phải là một trong những tháp pháo kỳ lạ khác xuất hiện trên sa mạc vài năm trước đó mà anh đã thấy trên bản tin không? Đó là bí ẩn thú vị nhất mà anh ấy đã trải qua trong một khoảng thời gian và dường như nó không có vẻ gì là nguy hiểm. Đi sâu hơn một chút để kiểm tra thì có hại gì chứ? Câu hỏi chắc chắn quanh quẩn mãi trong đầu anh. Nếu anh không tìm hiểu thứ kia. Khi đến gần, anh ấy nhận thấy rằng đó là một khối lập phương lớn được làm từ nhựa bóng, kỳ lạ. Không có khoảng trống hoặc đinh tán, không có dấu hiệu thực sự về cách khối lập phương này được xây dựng. Điều duy nhất để phân biệt các mặt nào là một cánh cửa kim loại trên một mặt. Anh ấy đi vòng quanh khối lập phương vài lần, chỉ để xem liệu anh ấy có bỏ qua thứ gì không. Không có gì thực sự khác thường ngoài sự tồn tại của chính khối lập phương. Anh ta nhìn lại sau lưng khi tiến đến cạnh cửa. Không có camera, không ai đợi trong bụi cây để nhảy ra trêu chọc. Ít nhất là chưa. Anh ta bước tới, hít một hơi và mở cửa. Đó là một chuyển động chậm rãi, thận trọng. Rốt cuộc, anh ta không biết điều gì có thể chờ đợi anh ta bên trong. Toàn bộ khối lập phương có thể sẵn sàng phát nổ không chừng. Việc mở cửa trước là cơ chế kích hoạt. Nhưng không, điều làm anh ngạc nhiên nhất là bên trong nó bình thường đến mức nào. Anh ấy lấy điện thoại ra, bật đèn pin và chiếu vào bên trong. Nó chỉ là một căn phòng trống, không có gì đáng ngạc nhiên với nội thất của khối lập phương bằng nhựa này. Tuy nhiên, anh thấy hai thứ nhỏ kỳ lạ. Hai cánh cửa ở hai bức tường phía sau của khối lập phương, một cánh cửa ở mỗi bức tường. Không thể nào. Nghi ngờ trí nhớ của mình, người đàn ông trẻ bước ra và đi vòng quanh khối lập phương một lần nữa. Không có dấu hiệu nào ở bức tường phía sau. Vì vậy, các cánh cửa bên trong sẽ chỉ dẫn đến hư không. Có lẽ đó là một dự án xây dựng dang dở nào đó. Anh ta trầm ngâm. Anh ấy đã đọc tất cả về lối xây dựng dạng module và những ngôi nhà siêu nhỏ. Có thể người ta dự định cắt hai cánh cửa phụ đó để lắp vào một cái giếng trời sau này. Ngày nay, nhiều người còn sống trong mấy cái thùng container cơ mà. Những điều kỳ lạ hơn chắc chắn đã xảy ra. Tuy nhiên, nó vẫn còn ở đó. Chính sự tò mò đã đưa anh ta đến đây từ đầu. Mặc dù anh ta biết về mặt logic, hai cánh cửa bên trong khối lập phương sẽ chẳng dẫn tới đâu. Anh ta biết rằng nếu anh ta rời đi mà không tự mình thử chúng, nó sẽ ở trong đầu anh ta mãi mãi. Anh ấy là loại người như vậy. Câu hỏi chưa được trả lời sẽ đè nặng lên anh ấy như một chiếc neo của một con tàu bị buộc chặt vào cổ anh ấy. Tốt hơn hết là tìm hiểu xem. Anh nhấn lại mạo hiểm vào bên trong khối lập phương, bật đèn một lần nữa bằng đèn pin của điện thoại và thử vào cánh cửa bên trái. Dù biết đó là ngõ cụt, nhưng anh ấy vẫn làm với vẻ run sợ như trước. Như thể có thứ gì đó đang chờ anh ta ở phía sau. Thứ gì đó có đôi mắt to và hàm răng còn to hơn nữa. Anh ấy cảm thấy thật ngớ ngẩn vì còn lo lắng về điều này khi đã nhìn thấy phía bên kia bức tường. Nhưng đó không phải là những gì anh ấy thấy. Trên thực tế, trước sự ngạc nhiên tột độ của anh ta, cánh cửa mở ra một thứ có vẻ giống như một khối lập phương y hệt. Anh ấy bị sốc vì điều gì đó không thể xảy ra và anh ấy lùi lại phía sau. Cánh cửa trở lại vị trí cũ. Không, không, anh ấy nghĩ điều đó là không thể. Anh lắc đầu và dụi mắt.
đó là một trò lừa đảo hoặc ảo giác nào đó. Cánh cửa này không thể dẫn đến một nơi nào được. Anh ta bước tới, cẩn thận mở cửa một lần nữa. Không có gì thay đổi, vẫn còn một căn phòng giống y hệt căn phòng anh ấy đang đứng, chỉ đợi anh ấy ở phía bên kia cánh cửa. Có thể đó là một dạng hình chiếu, hay một tấm gương, hay một công nghệ AR tiên tiến nào đó đã được thử nghiệm trong rừng. Người thanh niên tiến về phía trước, tay anh ta thò qua ngưỡng cửa vào căn phòng mới. Đó là sự thật. Đó là một khoảng không gian thực tế phía bên trong cánh cửa. Thậm chí còn có hai cánh cửa khác phía trên bức tường phía xa. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Muốn chắc chắn rằng anh ta chưa phát điên, anh ta rời khỏi Cố Lập Phương một lần nữa và kiểm tra các bức tường phía sau. Anh ta lướt qua chúng, bằng nhựa, không có đường nối, không phải lừa đảo, không có gì bí ẩn cả. Không có lời giải thích nào cho những gì đang xảy ra trong đó. Anh ấy đã khám phá ra một thứ thực sự đáng chú ý, một ngoại lệ đối với các định luật vật lý mà chúng ta biết, một dị thường trong không gian. Điều nên làm trong trường hợp này là rời khỏi đó ngay, tìm một nơi nào đó có sóng di động và gọi người đến kiểm tra. Nếu đúng như vậy thì mọi chuyện đã kết thúc rất khác đối với chàng trai trẻ này. Thay vào đó, anh ấy quyết định khám phá. Nếu có những cánh cửa khác ngoài cánh cửa dẫn vào căn phòng bất khả thi, chúng sẽ đến đâu? Có những bí mật đáng kinh ngạc hơn đang chờ anh ta tìm thấy. Anh ấy không muốn chỉ là người gọi điện để báo, trong khi những người khác tiếp quản và thực hiện những công việc thú vị. Rất có thể nếu anh ta gọi điện về, một nhóm nhân viên chính phủ mờ ám nào đó sẽ đến và làm mọi việc. Anh ấy sẽ không bao giờ biết bí mật thực sự. Anh ấy sẽ thắc mắc trong suốt phần đời còn lại của mình. Và anh ta không thể để điều đó xảy ra, phải không? Dùng ánh sáng của điện thoại, anh ta bước vào Khối Lập Phương. Sau khi kiểm tra cánh cửa bên phải sẽ đến căn phòng mới kia, anh mở cánh cửa bên trái một lần nữa và đi qua, để nó đóng lại sau lưng mình. Anh ta nhìn quanh phòng, nó hoàn toàn giống nhau đến từng chi tiết nhỏ nhất. Không một vết nứt hoặc dấu vết gì. Anh đến gần các cánh cửa và nhìn qua, đúng như những gì anh ấy dự đoán và phần nào đó hy vọng. Có thêm căn phòng giống hệt ở phía bên kia. Nó đang tiếp tục vi phạm các định luật vật lý. Quá kỳ lạ. Khi anh ta đi qua từng cánh cửa, điều duy nhất dường như thay đổi là vị trí của các cánh cửa trên các bức tường. Thoạt đầu có vẻ hơi mất phương hướng, giống như căn phòng đang xoay xung quanh từ bên dưới. Nhưng anh ấy đã sớm quen với nó. Thật kỳ lạ, việc đi vào một loạt các phòng giống hệt nhau có vẻ sẽ chẳng có gì thú vị. Nhưng khi bạn biết những căn phòng đáng ra không thể tồn tại, quá trình khám phá trở nên hấp dẫn. Cuối cùng, anh ta bắt gặp một điều gì đó kỳ lạ. Sau một thời gian dài nhìn thấy cùng một căn phòng, anh ấy nhận ra sự khác biệt dù là nhỏ nhất. Khi nhìn sang nhà bằng ánh sáng của điện thoại, anh ấy nhận thấy một dấu giày trên mặt đất. Nó trông lớn hơn một vài cỡ so với cỡ giày của anh ấy, với hoa văn đế giày hoàn toàn khác. Suy nghĩ nảy ra trong anh với một mớ cảm xúc khó trộn lẫn. Anh ấy không phải là người duy nhất ở đây, và có thể anh ấy thậm chí phải là người duy nhất trong này. Anh ấy chưa bao giờ là kiểu người hay nghi ngờ. Anh ấy thích nhìn thấy điều gì đó tốt đẹp ở mọi người, nhưng thông tin một người khác có thể sẽ ở đây mang đến những sự lo lắng rất lớn. Đó là một nỗi sợ hãi lớn đến nỗi thậm chí nó còn lấn át sự tò mò của anh ấy. Anh ta biết ở một mức độ nào đó anh ta cần phải rời đi ngay bây giờ, hoặc một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra với anh ta. Anh ta quay lại và chợt nhận ra anh ta không nhớ cánh cửa nào trong số 3 cánh cửa trong căn phòng mà anh ta đã đi qua. Trên thực tế, anh ta đã vượt qua rất nhiều phòng để đến đây. Anh ấy không thể nhớ mình đã đi qua cánh cửa nào trong số chúng. Nhịp đập lạnh lùng của sợ hãi dần trở thành hoảng loạn. Anh ấy cố gắng điều hòa nhịp thở của mình. Anh ấy cần phải xử lý tình huống này một cách hợp lý. Nhưng làm thế nào để bạn áp dụng logic cho một tình huống hoàn toàn phi logic? Anh ta chọn một cánh cửa sau khi đắn đo một hồi và đi qua nó vào một căn phòng giống hệt, rồi đến một căn phòng khác, rồi lại đến một căn phòng nữa. Anh ấy kiểm tra điện thoại, nguồn sáng duy nhất của mình, và cảm thấy hoảng sợ khi nhận ra pin còn rất ít. Ai có thể biết được đèn flash lại tốn pin cỡ đó chứ? Không có nó, mọi thứ là bóng tối hoàn toàn. Anh ấy sẽ không thể thoát ra. Anh ấy cần phải thoát ra ngoài trước khi hết pin, nếu không anh ấy sẽ không bao giờ ra được. Anh ta đi nhanh hơn qua các cánh cửa một cách ngẫu nhiên với niềm tin rằng cứ đi đủ lâu sẽ đến một nơi nào đó. Anh ta đang tìm kiếm những thay đổi, bất kỳ dấu hiệu nào của đường ra. Anh ta thấy nhẹ nhõm vô cùng rằng một số cánh cửa có những chấm nhỏ màu đỏ được đánh dấu bên cạnh chúng trên tường bằng bút lông. Ai đó đã ở đây trước đây, có thể sẽ cứu anh ta. Sự nhẹ nhõm bị dội một gáo nước lạnh bởi một dấu vết khác. Ai đó đã viết "Đây là địa ngục" trên tường bằng màu đỏ. Ngoại trừ lần này, đó không phải là một cây bút để lại dấu vết. Ở dưới bức tường, anh ta có thể nhìn thấy một vài cái móng tay dính máu đọng trong một vũng nước màu nâu khô. Họ đã ra ngoài chưa? Dù họ là ai, hay bộ xương khô của họ đang bị dần khô khốc ở một trong những căn phòng này. Lúc này, người thanh niên vô cùng kinh hãi. Chưa bao giờ cái chết lại gần như vậy,
không phải là một cái chết nhanh chóng, mà là chết đói và mất nước. Hai trong số những con đường khủng khiếp nhất để chết. Anh ấy có thể cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy dài trên má của mình. Anh đứng dậy, cố gắng kìm nén những tiếng nức nở. Trước khi chúng có thể cuốn lấy cơ thể anh ấy cần phải tiếp tục di chuyển. Phòng tiếp theo. Với mỗi căn phòng, hy vọng lại thu nhỏ lại và nỗi tuyệt vọng lớn dần. Không có chút tiến triển nào, chỉ cùng một thứ lặp đi lặp lại. Quá mệt mỏi, anh phải dừng lại để thở một cách gấp gáp. Phổi của anh như bị thổi căng. Anh ấy đã di chuyển với một tốc độ cao nhưng chẳng đến được đâu. Chỉ khi anh ấy cố gắng làm chậm nhịp tim và thở sâu thì anh ấy mới nhận ra mình không phải là người duy nhất trong phòng. Hơi thở của họ thậm chí còn căng thẳng và dồn dập hơn cả anh ấy. Anh quay người chậm rãi và gần như tê liệt vì sợ hãi và quay ánh sáng yếu ớt của điện thoại vào góc phòng. Có một bóng người đang đứng trong góc phòng. Đó là một người, nhưng không phải là loại người mà bạn muốn gặp. Ông ta bẩn thỉu, hốc hác với đôi mắt sâu thẳm và hoang dã. Những đầu ngón tay chai sần của ông ta có cái móng tay bị gãy, bị đóng vảy màu đỏ. Răng của ông ta như dài ra nhờ phần lợi lõm vào. Tôi không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ tìm thấy tôi, ông ta nói, giọng thút thít khó nghe. Anh đến để giúp tôi. Người thanh niên không biết phải nói gì. Anh ấy vừa thương hại vừa kinh hoàng khi nhìn thấy con người đáng thương trước mặt anh ấy. Ông ta đã ở đây bao lâu rồi? Chỉ ngồi trong bóng tối, một mình. Ý nghĩ đó khiến anh ta đau đớn. Tôi xin lỗi, người thanh niên nói mà không cần suy nghĩ. Tôi cũng bị lạc. Người lạ cất lên một tiếng nấc khô khốc. Không, tôi xin lỗi, người lạ nói. Tôi đói quá. Trước khi người thanh niên có thể nói một lời nào khác, người lạ đã nhảy sổ vào anh ta. Ông ta có được sức mạnh từ sự điên rồ và tuyệt vọng. Bàn tay xương sẩu đầy máu của ông ta ôm chầm lấy cổ của người thanh niên. Cuộc tấn công quá đột ngột, quá sốc, quá tàn bạo. Anh ta hét lên và làm rơi điện thoại của mình. Nó rơi xuống đất và vỡ tan. Những điều kinh hoàng xảy ra tiếp theo, tất cả đều chìm trong bóng tối. Người thanh niên hét lên, nhưng không có ai hứng thú giúp đỡ có thể nghe thấy anh ta. Bị mắc kẹt sẽ khiến người ta trở nên điên rồ, nhưng bạn không cần phải nói cho bất kỳ ai bị mắc kẹt trong SCP-167 điều đó. Còn được gọi là mê cung vô tận. Dị thường này là cơn ác mộng đối với bất kỳ ai mắc chứng sợ không gian kín. Điều này không có nghĩa là nó không đáng sợ đối với những người khác. Dị thường trông không có gì khác biệt với những người quan sát bình thường. Có thể là một tác phẩm nghệ thuật mới lạ hoặc một nhà vệ sinh công cộng đặc biệt không mấy tiện nghi. Đó là một khối lập phương có kích thước 10m ở các cạnh, được làm từ nhựa polymer, màu trắng, sáng bóng, với một cửa kim loại lớn ở phía trước. Nếu mới nhìn qua, nó dường như không thể hiện đặc tính không gian bất thường, với khoang bên trong có kích thước bên trong phù hợp với bên ngoài. Hai trong số ba bức tường còn lại trong buồng có một cặp cửa kim loại giống hệt nhau. Mặc dù theo logic, chúng sẽ dẫn ra bên ngoài của khối lập phương. Cả hai cánh cửa này đều mở ra các phòng giống hệt nhau. Mỗi phòng cũng có hai cửa. Điều này tiếp diễn, theo hiểu biết của chúng tôi, là vĩnh viễn. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng dị thường này đã được mọi người khám phá rộng rãi trong quá khứ do số lượng lớn các dấu hiệu và vật phẩm từ nhiều mốc thời gian được để lại bên trong. Các đồ vật tôn giáo khoảng năm 500 trước công nguyên, một số dương kho báu khoảng năm 1500 và thậm chí một số SCP. Những chi tiết cụ thể thì đáng tiếc là tôi không được chia sẻ ở đây. Sự phức tạp của mê cung không phải là điều duy nhất tạo ra nguy cơ bị lạc. Tất cả các dấu hiệu chỉ ra sự dị thường có hình học phi Euclid. Nhiều nhà nghiên cứu được cử đến SCP-167. Mỗi người được gắn một dây cứu sinh để ngăn họ bị lạc. Người ta nhận thấy rằng trải nghiệm của họ cũng là đi qua rất nhiều căn phòng khác nhau. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra những biến dạng không gian này. Các nhà nghiên cứu tổ chức cực kỳ tò mò về các mối liên hệ tiềm tàng với SCP-184. Một dị thường khác còn được gọi là kiến trúc sư, gây ra những biến dạng không gian đáng chú ý bên trong bất kỳ tòa nhà nào mà nó được đặt. Các bài kiểm tra chéo giữa hai dị thường hiện đang chờ sự chấp thuận của hội đồng O5. Bởi vì dị thường có vẻ lành tính, một nhà nghiên cứu thậm chí đã sử dụng 167 làm không gian lưu trữ tạm thời cho những dị thường có nguy cơ thấp. Tuy nhiên, chỉ vì dị thường lành tính không có nghĩa là những tai nạn khủng khiếp không thể xảy ra khi không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn thích hợp. Ghi chú sau đây trong hồ sơ từ trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Glenn, minh họa một sự cố đáng chú ý do kết quả của các quy trình an toàn lỏng lẻo. Như hầu hết các bạn đã biết, một nhà nghiên cứu cấp cao của tổ chức SCP đã được ghi nhận bước vào SCP-167 vài ngày trước mà không có dây buộc cần thiết, và anh ta vẫn chưa quay lại. Số phận cuối cùng của anh ta vẫn chưa được biết, nhưng các đội tìm kiếm đã không có kết quả gì. Hãy xem đây là một lời nhắc nhở cho tất cả các bạn về việc bị lạc dễ xảy ra thế nào nếu bạn không sử dụng phương pháp đánh dấu đường đi của mình. Nếu tôi phát hiện ra bất kỳ nhà nghiên cứu nào khác đã không tuân theo các quy định an toàn và bước vào mà không có dây buộc, bất kể họ định đi sâu đến đâu,
họ sẽ bị chuyển đến một cơ sở khác để nghiên cứu SCP cấp Keter, nơi mà họ có thể sẽ có động lực để học cách tuân theo các quy định an toàn khá nhanh chóng. Đã ký, tiến sĩ Klein. Vì tính chất tĩnh của nó, SCP-167 đã được xếp vào loại tương đối an toàn. Nó đã được đưa ra khỏi rừng và được giữ trong một căn phòng có khóa bên trong khu chỉ huy nghiên cứu 06. Và bất kỳ ai muốn tiến hành thám hiểm bên trong dị thường phải được sự cho phép của một thành viên có giấy phép cấp 3 trở lên. Và hãy nhớ rằng, bất kể bạn đang đi đâu, cho dù đó là vào khu gần nhà hay một khối lập phương dị thường, bạn sẽ gặp phải một thảm họa nếu bạn không lên kế hoạch quay trở lại như thế nào. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob như SCP-1051, người ngoài hành tinh Nevada, cho một địa điểm dị thường khác mà bạn sẽ muốn làm bất cứ điều gì để tránh bị kẹt. Và hãy đảm bảo rằng bạn đăng ký và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.